Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư với diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khó khăn. Trước tình hình đó, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Long An đã khẩn trương vận hành nhịp nhàng hoạt động sau thời gian giãn cách, hối hả chuyển từng đồng vốn chính sách về với sớm ấp, giúp cho nhân dân khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định, nâng cao cuộc sống. Gắn bó với nghề truyền thống làm bánh tráng đã mấy chục năm qua, nhưng đợt dịch Covid-19 vừa rồi là lần đầu tiên hai chị em bà Lê Thị Nhàn, Lê Thị Liên, phường 5, thành phố Tân An phải ngưng tráng bánh lâu đến vậy. Suốt 4 tháng. Đồng nghĩa ngần ấy thời gian, gia đình mất thu nhập, phải dè sẻn từng đồng để chi tiêu. Khi dịch qua đi, bà Nhàn và bà Liên vui mừng khôn xiết muốn tráng bánh trở lại ngay, nhưng ngặt nổi không có chút vốn liếng gì Cú cánh duy nhất của hai chị em là nguồn vốn ngân hàng chính sách. Nhờ nguồn vốn 50 triệu được giải ngân kịp thời, bếp bánh của bà Nhàn và bà Liên lại đỏ lửa, cho ra lò hàng ngàn bánh trắng mỗi ngày. Mấy tháng rồi không có làm, mới làm là nên là chừng 10 bữa nay hả? Mình ra ngân hàng đặng mình tận lợi đặng mình làm. Chứ giờ xuống bạn hàng thì bạn hàng cái đâu có cho mà không? Nhiều khi kẹt, nhiều khi mua gạo, mua đồ đó cũng hụt nói rồi mình thấy vậy thôi mình đi dai giờ thì cũng nhờ cái vốn mình dai đó rồi mình sản xuất lại mới có đồng ra mình vô với lại làm lại đó chứ còn đây là ao tôm của ông Quỳnh Ngọc Đức xã Tân Ân huyện Cần Đức dịch bệnh giá tôm bấp bênh đầu ra khó khăn nên bán được tôm để trang trải tiền con giống thức ăn đã là mừng rồi còn việc tái đầu tư sau dịch là chuyện ông Đức chưa dám nghĩ tới cũng nhờ ngân hàng chính sách rà soát, nắm bắt những hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phối hợp với địa phương, các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ các hộ chay tái sản xuất, mà ông Đức được cho chay 50 triệu để xuống giống vụ tơ mới nhằm phục hồi kinh tế gia đình. Dịch bệnh là ảnh hưởng tới cái vấn đề giá cả, thành ra là có lãi lai không nhiều nhưng mà ngân hàng chính sách cũng quyết tâm hỗ trợ cho hộ gia đình tôi và giai tiếp 50 triệu để mà tái sản xuất à, thả tôm chuẩn bị đặt ba à, vì giống và thức ăn. Tương tự ông Đức, trong suốt quá trình anh Quỳnh Chăn Ba, xã Phước Lâm, huyện Cần Chuột sản xuất rau màu, cũng đều có sự đồng hành hỗ trợ từ nguồn vốn ngân hàng chính sách. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, nguồn vốn chính sách đã tiếp sức anh Ba mở rộng diện tích lên 8.200 m vuông và chuyển đổi sang hệ thống tưới nước tự động. Nay nguồn vốn chính sách tiếp tục giải ngân mới, kịp thời bổ sung nguồn vốn giúp anh tái sản xuất sau nhiều tháng thua lỗ vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Cũng có hụt vốn loại ngân hàng chính sách cũng ngày giấy ngân cho em được 50 triệu cũng hỗ trợ kịp thời và thời cho em tái sản xuất lại. Thì tái sản xuất lại thì em đầu tư vô cái giao giống để em nới rộng thêm cái mô hình của em. 9 tháng đầu năm, doanh số cho chay của ngân hàng chính sách đạt trên 880 tỷ đồng với gần 27.000 lượt khách hàng vay vốn. 10 lực người sử dụng lao động dây vốn để trả lương ngừng việc cho gần 1.500 lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bằng các giải pháp quyết liệt cho dây bổ sung, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ và cho dây mới đối với các hộ dây gặp khó khăn, nguồn vốn ngân hàng chính sách đã đồng hành giúp nhân dân khôi phục kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi, góp phần chung vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh.